Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ thường có nhiều kiến thức, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ về vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Thân có gặp may mắn tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận lợi để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Một, tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, tức ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 3 năm 2021, tức ngày 12 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 3 năm 2021, tức ngày 24 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 3 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 3 năm 2021, tức ngày 15 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 3 năm 2021, tức ngày 27 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 3 năm 2021, tức ngày 9 tháng 5 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ,
ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 2. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 3 âm lịch. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh, thích yêu thương và chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều thiện, điều tốt giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng. Nhân duyên không được tốt, đây là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn. Cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này. Sự nghiệp được hanh thông, thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí, mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Người tuổi Canh Thân không mấy may mắn khi mà phúc lộc từ gia đình không có nhiều, anh chị em không hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng gây dựng cơ đồ. Gặp khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao. Có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, được tam hợp nâng đỡ nên các phương diện trong vận trình của người tuổi Canh Thân nhìn chung khá ổn định. Sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc, chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt. Những người tuổi Canh Thân sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Trong tháng 3 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Nhâm dương thủy, gặp thân dương kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Canh Thân hầu hết cần chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bước sang tháng 3 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc trong tháng 3, những gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc, thành công và hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. 3. Sự nghiệp của tuổi Canh Thân. Sang tháng Nhâm Thìn, tuổi Canh Thân gặp cục diện tam hợp, bản mệnh hoàn toàn có thể mong đợi phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Canh Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Canh Thân sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, trong năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đều. Trong tháng 3 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Thân cần phải cẩn trọng, kẻo gặp tai họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 3 âm lịch, tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia nhiều vào buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế mà cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. 4. Tài lộc của tuổi Canh Thân. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, tuổi Canh Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn tài lộc. Các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên,
bản mệnh cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể may mắn kiếm được nhiều tiền. Hiệu năng là tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bản mệnh là người giỏi đầu tư vào các dự án có tài chính rủi ro và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập cao khi được tích lũy ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh lại có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bản mệnh cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người, để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là còn mãi, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Canh Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy thiêng liêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. 5. Tình cảm và gia đạo của tuổi Canh Thân. Chuyện tình cảm của người tuổi Canh Thân có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với những người tuổi Canh Thân đã có gia đình thì bản mệnh cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Đồng thời trong tháng 3 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để kích đào hoa, tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giáp hay vận, thân tí thìn của phong thủy lộc tài. Pháp khí có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu quý nhân, may mắn đem lại bình an cho gia chủ. 6. Sức khỏe của tuổi Canh Thân. Những người sinh năm 1980 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 3 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần cho sức khỏe của bản mệnh luôn được tốt hơn. Nhưng bản mệnh cần phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần các giao thiệp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Canh Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, thân tí thìn. Vòng tam giác khai vận của phong thủy lộc tài được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch năm 2021. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị hãy vận dụng vào cuộc sống của mình để có những kết quả tốt đẹp. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng Phong Thủy Lộc Tài. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận nhé. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn, để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng 3 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.